Sao anh xin chào các bác. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2023. Hiện tại em có rất là nhiều các cái máy Daikin vầng trăng về, toàn bộ máy trắng bẹp các bác nhé. Mà chưa có thời gian để dọn thôi. Mấy hôm nay các bác khách hàng hỏi quá nhiều luôn. Em sẽ cho thợ dọn các bác nhé. Lên sóng toàn bộ đây là những cái con máy em hàng nhập lô này, toàn lô chọn các bác này. Toàn bộ máy trắng đẹp nguyên bản luôn. Đấy các bác nhìn. Đấy, nhưng các bọn này là sẽ nguyên bản và em không sơn đâu, trắng đẹp đấy. Về chỉ lau qua là bán thôi ạ. Sạch sẽ vệ sinh bên trong, đấu biến áp cho các bác, thay màng. Đấy, kiểm tra các hạng mục cảm biến. Tất cả mọi hoạt động máy hoạt động trơn tru sạch sẽ. Đấy, toàn máy đẹp các bác nhá, trắng tinh luôn. Đấy. Giá bọn này thì em bán dao động từ 3 triệu 3 đến 3 triệu 4 một chiếc. Các bác nhá, tùy từng con, đa số là 3 triệu 3 đến 3 triệu 4 trong này đây. Và rất là nhiều này. Cái lô này, lô trước thì nó không được trắng bằng cái lô em mới nhập. Lô mới nhập này nó rất là đẹp. Này. Bác nào đang có nhu cầu thì bác cứ alo cho em đặt hàng nhé. Máy dọn này cũng nhanh thôi. Đấy. Mấy hôm nay các bác hỏi quá nhiều luôn. Ngoài ra em còn rất là nhiều Panasonic này. Đó nhá. Panasonic rất là nhiều luôn. Đấy. Toàn các cái máy VIP này, bên trong thì cũng rất là nhiều các bác nhé. Đầy các mẫu luôn các bác, rất là nhiều lọc khí luôn này. Và máy rửa bát, máy điều hòa một cục các bác nhé. Toàn bộ thấy rất là nhiều đấy. Rất là nhiều bác hỏi Daikin vầng trăng nhưng mà chưa dọn được. Các bác nào có nhu cầu các bác lô cho em nhé. Chào các bác.